Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 1111, Đặng Thần Thông tự bạo. Máu từ miệng Đặng Thần Thông trào ra, hắn thậm chí không còn sức đứng dậy nữa. Nhưng mà, chí ít ta phải mang tin tức trở về. Hắn yếu ớt nghĩ. Hao ao đã đi tới trước mặt hắn, với tư cách người chiến thắng đứng từ trên nhìn xuống hắn. Tít, 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 Đặng Thần Thông nhắm mắt lại, mái tóc dài màu bạc của hắn tỏa ra một luồng sáng yếu ớt. Đúng lúc hao ao định đưa tay ra cắt đầu hắn thì đầu của đạn thần thông đột nhiên, bùng. Một tiếng nổ tung. Một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố lan tỏa ra, lập tức đẩy tan bầu sương mù trong phạm vi cả nghìn mét, màn sương dày đặc cuộn lại trào ra ngoài, sức mạnh khủng khiếp đến nỗi khiến hao ao đứng tại trung tâm vụ nổ cũng bị giết chết thêm một lần nữa. Cơn bão màu bạc bùng nổ ra từ trung tâm quảng trường Giang Ninh, như một quả cầu màu bạc nhanh chóng bao phủ cả một vùng trời rực rỡ chói mắt nhưng ánh sáng chói mắt và lộng lẫy này lại khiến cho trung tâm chỉ huy tác chiến của bạo tuyết thành im lặng như tờ không một tiếng động với vụ nổ này họ hiểu rõ nó có ý nghĩa gì trên đầu của mỗi đội trưởng dị nhân đều được trang bị một quả bom hạt nhân nhỏ như thế này do tập đoàn đặng thị và trung tâm nghiên cứu của bạo tuyết thành hợp tác nghiên cứu ra sức công phá cực kỳ lớn nhưng thứ này tồn tại không phải để hủy diệt kẻ thù mà là dùng để tự hủy thực lực của dị nhân cấp đội trưởng quá mạnh mẽ nên khi họ chết tuyệt đối không thể để bản nguyên của họ bị kẻ thù nuốt mất vì vậy quả cầu ánh sáng trắng bạc khổng lồ kia xuất hiện thì đồng nghĩa với việc có một dị nhân cấp đội trưởng tử trận mà dị nhân cấp đội trưởng xuất hiện ở nơi đó duy nhất chỉ có đặng thần thông nói cách khác đặng thần thông đã chết trong trung tâm chỉ huy tác chiến im lặng như tờ những nhân viên ở đây thậm chí còn quên cả công việc trong tay mình đang làm thậm chí có mấy cô gái vì không thể tiếp nhận sự thật nên đã bất tỉnh tại chỗ cái chết của đặng thần thông báo hiệu rằng bạo tuyết thành đã thất bại hoàn toàn trong trận chiến với thực nguyệt này lan tân thành trợn tròn mắt thân hình thon dài của hắn ta bắt đầu run rẩy trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngơ ngác đồ vân liệt chôn chặt khuôn mặt dưới cổ áo vẻ mặt nghiêm nghị trong mắt tràn đầy sự sắc bén đồng thời còn đầy phẫn nộ còn bách lý trường thanh thì lại há hốc mồm không biết nên nói gì mọi người bọn họ đều không thể tưởng tượng được đại khu giang nam thế mà lại thất bại trong trận chiến lần này còn những người có mặt ngoài việc cảm thấy kinh ngạc thì không ai là không liếc mắt về phía người già đang ngồi trên đài hội nghị chu chính chống hai tay lên bàn toàn thân hắn ta run rẩy đôi vai vững chãi cũng không ngừng run rẩy mặc dù hắn ta đang cúi đầu nhưng ai nấy đều biết, biểu cảm của hắn ta lúc này nhất định vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, hắn ta không muốn để cấp dưới nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của mình. Khuôn mặt của hắn ta đã vặn vẹo đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, trong mắt hắn ta tràn đầy tơ máu, thậm chí vì nghiến răng quá mạnh, mà khóe miệng cũng trào ra máu. Các khớp xương ở bàn tay do dùng sức quá mạnh nên đã trắng bệch, đầu ngón tay đang, karaka, quẹt trên bàn, móng tay sắp bị lật ngược ra ngoài rồi nội tâm của chu chính lúc này đang ở bờ vực sụp đổ đội điều tra tinh nhuệ mạnh nhất dưới trướng của hắn ta thế mà lại tử trận khi chạm trán với một tổ chức lưu manh lang nhân bắt đầu từ cấp đội trưởng trở xuống số lượng tử trận đã vượt quá một nửa số người mà đối phương vẫn đang đàng hoàng hành động trên mảnh đất này chuyện này sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp quân ngũ của hắn ta khó mà gột rửa sạch sẽ chu soái lan tân thành có chút lo lắng nhìn chu chính hắn ta hiểu rõ rằng chuyện này đã gây ra cho chu chính một đòn đã kích lớn như thế nào chu chính cúi đầu từng câu từng chữ nói mau mau ra lệnh cho toàn quân rút lui ngay lập tức mau chóng mau chóng rút lui hắn ta nói chuyện giọng nói như từ trong khe cửa thoát ra thở dốc khá nghiêm trọng nếu không phải hiện đang có nhiều người thì lúc này hắn ta có lẽ đã nổi cơn thịnh nộ từ lâu rồi nhưng hắn ta vẫn chưa thể làm vậy được bởi vì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc hoàn toàn hắn ta nhất định phải bảo toàn lực lượng còn sống một lần thất bại cho dù có đau đớn đến đâu thì với tư cách là chu soái hắn ta cũng không thể sụp đổ đồ vân liệt nói rõ hắn ta lập tức ra lệnh cho hai chiếc trực thăng vẫn đang ở đó lập tức quay về chờ đến khi đồ vân liệt ra lệnh xong xuôi chu chính không còn kiềm chế được cơn giận dữ của mình nữa hắn ta ngửa cổ đập một quả đấm nặng nề lên bàn chỉ huy chuẩn bị Death ập lớp sang bằng cả thành phố Giang Ninh này cho ta để cho những kẻ đó bị chôn vùi hoàn toàn tất cả mọi người đều rùng mình Death ập lớp vũ khí tối thượng của bọn họ cuối cùng cũng sắp được dùng đến rồi sao trước đây khi thực Nguyệt vừa xuất hiện đã có người nhắc đến việc sử dụng Death ập lớp để xóa sổ chúng ngay lập tức nhưng Chu Chính đã từ chối đề xuất này thế nhưng bây giờ Chu Chính trong cơn thịnh nộ đã chọn cách làm này bởi vì bản thân hắn ta cũng nhận thức được rằng, ở đại khu Giang Nam hiện nay, nếu ngay cả đội điều tra thiên thần cũng không diệt được thực nguyệt, thì chỉ có sử dụng đét ập lớp, hạt nhân, mới là cách làm có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Nếu không, cho dù có điều động thêm quân đội để bao vây và tiêu diệt, thì cũng phải trả giá vô cùng thảm khốc. Bên phía bệ phóng, sau khi nhận được lệnh của chu chính, ngay lập tức có người ra tay mở khoang phóng đét ập lớp. Mỗi người tại trung tâm chỉ huy đều kinh sợ mặc dù họ cũng dự đoán sẽ có một ngày như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này sử dụng loại vũ khí này. Nó cũng chính thức đánh dấu vũ khí nhiệt hạch trước thời kỳ tận thế dần dần mất đi sức ảnh hưởng đối với thế giới. Thay vào đó là năng lực thống trị của những dị nhân hàng đầu mà bốn chữ, xâm thực chi nguyệt, kia cũng khiến cho trong lòng mọi người bao trùm một tầng bóng đen. Quảng trường Giang Ninh Hao Aokiuma trần trùng bước ra khỏi làng sương mù dày đặc hắn ta trông có vẻ hơi suy yếu mặc dù có thể liên tục hồi sinh nhưng mỗi lần phục sinh đều tiêu tốn rất nhiều sức lực bất tử cũng không phải là thật sự bất tử chỉ là không ai biết giới hạn của hắn ta nằm ở đâu trên mặt đất đã không còn tìm thấy xác của đặng thần thông quả bom công suất lớn vừa rồi đã làm nổ tung xác của đặng thần thông một hố sâu khủng khiếp xuất hiện trên mặt đất để đảm bảo có thể thổi bay bản nguyên của nhân vật cấp đội trưởng sức công phá của loại bom này cũng rất khủng khiếp. Ngoài ra, biến nó thành một phương thức cùng chết chung. Người chiến thắng cuối cùng vẫn là ta, đồ khốn, hắn ta thắng quá gia nan. nếu như không biết trước năng lực của đặng thần thông và không chuẩn bị trước, lần này hắn ta có lẽ sẽ thật sự chết dưới tay đặng thần thông. Đội trưởng đội điều tra bạo tuyết thành, quả thực toàn là quái vật, hao ao kiêu ma hít sâu một hơi, toàn thân hắn ta bốc lên luồng sóng nhiệt màu đỏ rực, giúp hắn ta chống chọi lại nhiệt độ lạnh giá mà xa xa Mayumi Takeuchi đang quỳ trên mặt đất bói toán, đột nhiên bịt miệng, ho dữ dội. Tiểu thư Takeuchi, Nishi Hitoma Satori vội vã đỡ lấy thân thể của bà. Chỉ thấy mấy dòng máu đỏ tươi chảy ra theo kẻ tay cô, sắc mặt của Mayumi Takeuchi càng thêm trắng bệnh. Lúc này, thậm chí da cô cũng bắt đầu trở nên hơi trong suốt, giống như một bệnh nhân mất máu quá nhiều. Một cánh tay trở nên tím xanh vì liên tục lấy máu, hàng độc xâm nhập, đã phế rồi. Máu không ngừng tràn ra từ miệng của Meumi Takechi. Nishi Hitoma Satori đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, chắc chắn là vì giúp đội trưởng chiến đấu nên đã tiêu hao hết máu đúng không? Meumi Takechi cố gắng mở tay ra, nói với Nishi Hitoma Satori, nhanh lên, nói cho mọi người biết, mau rời khỏi đây, phải rời đi lập tức. Một nguy hiểm rất lớn sắp ập đến, Nishi Hitoma Satori nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Meumi Takechi, lập tức hiểu ra điều gì hắn ta nhắm mắt lại bắt đầu liên lạc với tất cả các thành viên còn sống của thực nguyệt yêu cầu họ nhanh chóng tập hợp lại và rời khỏi đây hao aokiuma là người đầu tiên chạy tới hắn ta tùy tiện lấy một bộ quần áo từ trong đống đổ nát mặt vào tuy không thể chống lạnh nhưng cũng che đậy được cơ thể trần truồng của mình sau khi nghe xong lời nói của nishi hitoma satori hắn ta không chút do dự nói xem ra đối phương muốn dùng vũ khí sát thương hàng loạt để sang bằng nơi này rồi. Rời khỏi đây ngay lập tức, những thành viên của thực nguyệt nhận được tín hiệu của Nishi Hitoma Satori ngay lập tức quay trở lại. Mọi người tập hợp tại một chỗ, mới phát hiện ra họ đã mất đi 5 người trong trận chiến này, có thể nói là vô cùng thảm khốc. Kết quả như vậy là điều mà không ai ngờ tới. Bởi vì trong quá khứ, chỉ cần bọn họ tuân theo lời tiên đoán của Meumi Takechi, chưa từng có ai chết. Nhưng lần này, họ đã mất đi gần một nửa số thành viên. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại Mayumi Takachi đã hôn mê bất tỉnh, họ không có cách nào để hỏi han. Theo lời tiên tri của cô ấy, bọn hắn cần trước tiên hãy rời khỏi nơi quỷ quái này. Nishi Hitoma Satori đến tìm xe, rồi tất cả đội viên lên xe, không hề dừng lại, rời khỏi quảng trường Giang Ninh. Khi bọn họ vừa rời đi thì nghe thấy từ xa vọng lại tiếng cánh quạt máy bay thăng bay lên kyuma không kìm được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hắn ta có linh tính không lâu nữa mình sẽ còn gặp những kẻ này thêm lần nữa thật là trận đánh thảm khốc chết nhiều người như vậy chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu được nữa đội trưởng bây giờ phải làm sao còn tiến lên nữa không yin yuri sechichiro nhìn hao ao Kiyuma, hỏi vậy một cánh tay của hao ao kyuma chống lên cửa sổ xe Ánh mắt dừng lại trên người Meumi Takachi. Vì cuộc đại chiến lần này mà cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thậm chí đến cả cánh tay cũng không còn. Phải tìm một dị nhân có năng lực chữa lành đến chữa vết thương cho cô. Meumi Takachi chính là nhân tố cốt lõi của thực nguyệt, không được phép xảy ra bất trắc. Không, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên lần này, chúng ta mới chính là người chiến thắng. Lúc này mặc dù Hawaokiuma có vẻ hơi tiều tụy nhưng trong mắt hắn ta vẫn tràn ngập ánh sáng cuồng nhiệt lần này bão tuyết thành này chịu đủ thiệt hại rồi. Bọn chúng cũng không còn binh lực nào để điều động chống lại chúng ta được nữa. Còn lần sau, ta sẽ cho chúng một bất ngờ lớn hơn nữa. Yuri Seichichiro không kìm được quay sang nhìn hắn ta, trong mắt như thường lệ là sự chán ghét. Ồ! Bây giờ ngươi định làm gì nữa? Chúng ta không có bất kỳ đồng minh nào. Sẽ có thôi. Hắn ta cười bí ẩn, tiếng cười càng lúc càng lớn trên cánh đồng tuyết, gió cũng thổi bay xa. Máy bay thăng, ầm ầm, tất cánh, cánh quạt cuốn lên những bông tuyết bay đầy trời. Trương Dịch nhận thấy chúng chuẩn bị rút lui, không khỏi cau mày. Việc này rất bất thường. Vừa rồi tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến vụ nổ đó, đến cả máy bay trực thăng ở xa cũng rung chuyển. Thế mà rất nhanh, chúng đã muốn rút lui. Không giống như là kiểu thắng trận. Chẳng lẽ đặng thần thông bại trận? trương dịch cảm thấy da đầu tê rần hắn cũng không thể tưởng tượng nổi đại khu giang nam sẽ phải chịu thất bại trước thực nguyệt đến hai lần hơn nữa lần này còn điều động lực lượng chủ lực hắn thậm chí còn có thể hình dung được chu chính sẽ giận dữ và điên cuồng đến mức nào nhưng mà đặng thần thông thì sao hắn ta chết rồi chăng trương dịch nhíu mày đây chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi thế nhưng những gì đang xảy ra trước mắt khiến hắn có cảm giác không lành với một nhân vật như đặng thần thông nếu thực sự chết dễ dàng như vậy thì cảm giác sẽ không chân thật chút nào trương dịch nhìn sang mấy nhân viên y tế trong máy bay trực thăng rồi lập tức gạt bỏ ý định hỏi han họ những người này chỉ là nhân viên cấp cơ sở hẳn là không biết rõ tình hình bên tổng bộ vài người khác cũng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ này nếu giành chiến thắng chúng chẳng cần phải vội vã rời đi như vậy nhưng chuyện thất bại bọn họ còn chẳng dám nghĩ tới không ai có thể gánh chịu nổi cái giá như vậy lương duyệt thấy sắc mặt trương dịch không ổn không khỏi rứa người lại gần nhỏ giọng hỏi sao thế trương dịch lắc đầu không sao cả chúng ta cứ ngoan ngoãn đợi máy bay quay về thành thôi tình hình chưa rõ tốt nhất là đừng tùy tiện suy đoán và bàn luận thấy vậy lương duyệt cũng không nói gì thêm nữa cô ôm con mèo nhỏ trên đùi cúi đầu vuốt ve nhưng hoa hoa có vẻ không thích cô lắm nó cọ dưới lòng bàn tay cô mấy cái rồi cong đuôi nhảy xuống đất, dọc theo ống quần bò lên người trương dịch. Mèo là loài thích ấm áp, vì vậy nó thích nhiệt độ cơ thể của đàn ông hơn. Lên đến nơi, nó tìm một chỗ thoải mái, cào nhẹ vào ống quần rồi cuộn mình lại, tiếp tục ngủ say. Sau khi hai chiếc trực thăng vũ trang rời khỏi phạm vi thành phố Giang Ninh, Chu Chính nhìn chầm chầm vào màn hình, ánh mắt sắc bén nhấn nút khởi động đét ập lớp. Một quả tên lửa khổng lồ từ từ xuất hiện từ một ống phóng tên lửa ngầm dưới lòng đất, sau đó ngọn lửa màu xanh tím bốc lên, đẩy tên lửa bay lên bầu trời. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thế lực trong những đại khu trên toàn thế giới. Có người phóng đét ập lớp rồi, trời ơi, khoảnh khắc này cuối cùng đã đến sao, đã xác nhận được, đét ập lớp này đến từ Hoa Tư Quốc, đại khu Giang Nam. Chú thích, Hoa Tư, là mẹ của Phục Hy và Nữ Hoa, còn được gọi là Thủy Tổ Mẫu. Vì những lý do mà mọi người đều hiểu, sau này sẽ dùng hoa tư để chỉ quê nhà, chú thích này là của tác giả không phải của dịch giả. Mau điều tra xem chuyện gì đã xảy ra, ngay khi Death of Love bay lên không trung, toàn thế giới đều nhận được tin tức, điều này cũng có nghĩa là sự kiện này không thể nào che giấu nổi nữa. Hai phút sau, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên ở trung tâm thành phố Giang Ninh. Nhiệt độ khủng khiếp đã phá hủy mọi thứ ở đó, xung kích điện từ khổng lồ cũng khiến các thành phố xung quanh tạm thời rơi vào tình trạng mất liên lạc và mất điện cơ thể của chu chính nặng nề ngã xuống ghế tâm trạng hắn đã vô cùng nặng nề cuối cùng cũng phải sử dụng đến đét ập lớp chỉ vì một nhóm dị nhân kể cả có thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì mấy nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhân viên bên kia liền báo cáo thống soái qua giám sát của vệ tinh phát hiện ra dấu vết của thực nguyệt họ họ chạy thoát rồi đồng tử của chu chính đột nhiên co lại hắn không tin nổi mà đứng dậy chất vấn chạy thoát rồi sao không thể nào, tốc độ chạy của họ có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn vụ nổ của Death ập lớp được. Sắc mặt của nhân viên đó u ám, đưa hình ảnh thông tin cho Chu Chính xem. Theo tình báo vệ tinh của chúng ta, thực tế là họ đã rời khỏi khu vực trung tâm vụ nổ từ 10 phút trước. Mặc dù do sự hiện diện của thiết bị chặn tín hiệu nên không thể quan sát được dấu vết của thực nguyệt trên bản đồ vệ tinh. Nhưng xác định vị trí của họ qua đây vẫn có thể thực hiện được. Điều này giống như một khoảng trống xuất hiện trên bản đồ vô cùng rõ ràng. Bao gồm cả chu chính, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả đét ập lớp cũng vô dụng đối với họ sao, sao lại trùng hợp đến vậy, cần phải biết rằng, hơn chục phút trước, họ vẫn còn ở khu vực trung tâm thành phố Giang Ninh. Sao lại có thể chạy thoát nhanh như vậy, giống như thực nguyệt đã biết trước là họ sẽ sử dụng đét ập lớp vậy, chu chính ngay người ngồi trên ghế, cả người như mất đi một nửa linh hồn. Lần này, hắn ta coi như hoàn toàn mất hết danh tiếng còn hành động lần này sẽ khiến uy tín của đại khu giang nam cũng như uy tín cá nhân của hắn ta xuống mức cực thấp dùng từ mất mặt và nhục nhã để hình dung cũng không quá đáng tôn lục huyền nhìn chu chính hắn ta định nói gì đó nhưng thấy trạng thái của chu chính không ổn lắm nên không nói gì nữa khi quay sang nhìn hắn ta chạm mắt với bộ trưởng bộ tác chiến đồ vân liệt trong ánh mắt của cả hai có một cảm giác ăn ý không nói nên lời điều này khiến sắc mặt của cả hai trở nên nghiêm trọng hơn vì họ đã nhận ra rốt cuộc điểm mạnh thực sự của thực nguyệt là gì dự đoán tương lai đây chính là năng lực mà đối phương sở hữu vậy thì từ đầu đến cuối mọi câu đố cũng đã được giải đáp tại sao quân đội đại khu giang nam trong tình trạng lợi thế bại ở quê hương mà nhiều lần cử đi đều ở thế bị động bất kể kế hoạch như thế nào đều bị đối phương nhìn thấu thậm chí trong việc điều động nhân sự cũng luôn bị ở thế hạ phong không phải đội thiên thần đánh không lại người của thực nguyệt thay vào đó thực nguyệt mỗi lần đều có thể tìm ra được biện pháp đối phó hoàn hảo khiến dị nhân của bọn chúng đánh rất thoải mái thậm chí cả ngay cả khi đại khu huy động tới đếp ập lớp bọn chúng cũng đã dự đoán trước được từ đó thoát khỏi cảnh nguy hiểm đây là năng lực khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng làm sao có thể đánh bại một kẻ có thể nhìn thấu được tương lai chứ, nhưng chẳng bao lâu sau, Đồ Vân Liệt đã phát hiện ra điểm mù của sự việc. Nhà tiên tri của thực nguyệt không thể dự đoán tương lai một cách hoàn hảo được. Bởi vì người của bọn chúng cũng bị giết mất năm người. Một người là nữ ninja Naru Hanachio bị đặng thần thông giết chết ngay lập tức. Còn bốn người nữa là Đồ Vân Liệt ngẩng đầu đột ngột, trong mắt tràn ngập ánh sáng kỳ lạ hắn ta dường như đã tìm ra phương pháp đối phó với thực nguyệt tốt nhất rồi. Chính xác, chính là trương dịch, ngay từ đầu, không ai để ý tới dị nhân ngoại thành tầm thường này. Sau đó, chỉ một mình hắn, đã giết chết bốn thành viên của thực nguyệt, mặc dù trong đó có hai người có nghi ngờ là nhặt xác. Nhưng lúc đó, nhân vật số hai của thực nguyệt, Jin Yuji Seichichiro, đang ở gần đó. Trương dịch đã làm cho Jin Yuji khiếp sợ trực diện, điều này chứng tỏ rằng sức mạnh thực sự của hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài ít nhất cũng phải là cấp phó đội trưởng thậm chí là cấp đội trưởng ánh mắt đồ vân liệt trở nên sắc bén hẳn lên hắn ta thấy rằng tổng bộ có cần thiết phải nói chuyện tử tế với trương dịch hay không trương dịch sẽ trở thành chìa khóa tiêu diệt thực nguyệt lúc này lan tân thành cũng không rảnh rỗi chu chính bị đã kích nhiều quá không còn sức lực để sắp xếp các công việc khác nữa và với tư cách là thư ký của Chu Chính, Lan Tân Thành phải giải quyết nốt đám lộn xộn này cho hắn ta. Hắn ta dùng lòng bàn tay đẩy đẩy chiếc kính mắt gọng mảnh, rồi khoanh hai tay lại, tưởng ngực ngẩng cao đầu đứng chính giữa trung tâm chỉ huy. Sau đó, hắn ta lớn tiếng nói, liên quan đến trận chiến lần này, tất cả những người ở đây hôm nay đều không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một nửa. Một khi ta phát hiện ra bất kỳ ai tiết lộ ra bên ngoài, sẽ bị tức tư cách cư dân của Bạo Tuyết Thành trục xuất khỏi thành những người làm việc nghe thấy tin tức này không khỏi trùng mình có người thầm nghĩ đây là muốn phong tỏa thông tin à nhưng một thất bại thảm hại như vậy có thực sự che giấu được tất cả mọi người không đồ vân liệt liếc nhìn lang tân thành không nói thêm điều gì những việc nội bộ không thuộc quyền quản lý của hắn ta lang tân thành muốn bày trò gì thì bày trò một nhân viên bên dưới hỏi nhưng ảnh hưởng của thất bại trong trận chiến lần này quá lớn cho dù chúng ta không nói thì vẫn có rất nhiều người biết ví dụ như những người tham gia tác chiến ở tiền tuyến lan tân thành lạnh lùng nói họ cũng sẽ nhận được thông báo không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài từ hôm nay trở đi toàn bộ bão tuyết thành không được phép bất kỳ ai tự ý thảo luận về sự cố lần này trong trận chiến lần này chúng ta đã tiêu diệt được một nửa số thành viên của thực nguyệt thu được thành quả rực rỡ về điểm này mọi người ở đài tin tức phải phát sóng ngay lập tức thông báo toàn thành. Mọi người đều hiểu rằng, Lan Tân Thành muốn tạo ra một cái kén thông tin, ngăn không cho phần lớn người trong thành biết được sự thật về thất bại của chiến dịch. Bởi vì ở thời mạc thế này, điều sợ nhất chính là lòng người không ổn định, dẫn đến tình trạng bất ổn nội bộ. Bách Lý Trường Thanh chen vào nói, những phương diện khác thì còn dễ nói, nhưng đặng gia thì phải làm thế nào, cái chết của đặng thần thông đã dán một đòn mạnh vào đặng gia. Phải biết rằng, đặng thần thông chính là người kế nhiệm mà đặng gia kỳ vọng mà hậu duệ của đặng gia cũng không nhiều thậm chí đặng viễn bá còn không có con đến lúc đó chẳng lẽ bọn họ còn có thể bịt miệng đặng gia được sao lan tân thành cũng im lặng lông mày nhíu chặt cuối cùng hắn ta nói một cách khó khăn đành phải tới nói chuyện với người đặng gia thôi hy vọng họ có thể hiểu được đại cục trừ khi chu chính mở miệng bằng không thì khuôn mặt của một tên thư ký như lan tân thành này người ta chưa chắc đã nể thất bại của cuộc vây quét thứ hai đã khiến cho toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của bạo tuyết thành trở nên hỗn loạn lúc này tinh thần của chu chính đang sụp đổ những người khác đành phải ra mặt để che chắn còn việc phong tỏa tin tức thì thư ký lang tân thành đã tự nguyện nhận lấy những việc này đương nhiên là có cấp dưới làm theo lời chỉ huy sáng sớm hôm đó bản tin thời sự buổi sáng của đài truyền hình giang nam đã phát sóng tin tức về cuộc đại thắng của đại khu trong trận chiến với những kẻ lan nhân nghe hồng Rạng sáng hôm nay, đoàn quân dị nhân của đại khu Giang Nam chúng ta đã triển khai hành động quân sự đặc biệt đối với tổ chức Lan Nhân đến từ Nghê Hồng, xâm thực chi nguyệt. Lần hành động này do Tổng tư lệnh Chu Chính của đại khu phụ trách chỉ huy, Bộ trưởng tác chiến đồ Vân Liệt, đội trưởng đội điều tra Hắc Bào Bách Lý Trường Thanh tham gia quyết định sách lược, đội thiên thần và nhiều dị nhân ngoại thành tham gia. Sau một đêm chiến đấu đã tiêu diệt được một nửa số thành viên của thực nguyệt, đạt được chiến quả vô cùng rực rỡ. Ở bão tuyết thành, hoạt động vui chơi giải trí vô cùng khan hiếm, mỗi sáng thức dậy, mọi người đều xem bản tin buổi sáng. Lúc bấy giờ, người dân bão tuyết thành thấy đại khu lại giành được thắng lợi lớn, không khỏi vui mừng không xiết, trên mặt lộ ra vẻ hoan hỷ. Mặc dù hôm nay vẫn phải tiếp tục làm việc trong hơn 12 giờ, nhưng ai cũng cảm thấy trong người mình tràn đầy sức mạnh. Bên phía đặng gia, đặng viễn bá đã là người đầu tiên nhận được tin đặng thần thông tử trận. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, sợ rằng nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Bảo Tuyết Thành này sẽ nổi giận. Thậm chí đến cả Lan Tân Thành cũng đích thân gọi điện thoại qua, gọi cho Đặng Viễn Bá, sợ rằng hắn ta sẽ làm lớn chuyện này. Người nghe điện thoại không phải là Đặng Viễn Bá mà là quản gia liên thành của hắn ta. Đặng Tiên sinh hiện giờ không tiện nghe điện thoại, hắn dặn rằng nếu có người ở tổng bộ đến hỏi thì bảo ta chuyển lời. Đặng Gia sẽ lấy cục diện làm trọng ủng hộ quyết sách của tầng lớp lãnh đạo sau khi lang tân thành nhận được câu trả lời này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đừng nhìn đặng viễn bá ở trên bề mặt chỉ là một thương nhân thực ra quyền lực và mạng lưới quan hệ của đặng gia vô cùng lớn mạnh ngay cả trong bạo tuyết thành vào thời điểm này không ít nhân vật cấp cao đều có sự giao thiệp với đặng gia huống chi sự phát triển của bạo tuyết thành cũng dựa vào sự hỗ trợ kỹ thuật do tập đoàn đặng thị cung cấp đặng tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, ta thay mặt bạo tuyết thành cảm ơn ngươi. Ta sẽ chuyển lời của ngươi cho hắn. Kết thúc cuộc điện thoại rất nhanh, Liên Thành đặt chiếc điện thoại màu vàng cổ điển xuống, quay người đi vào trong phòng. Phòng ở của đặng viễn bá mang phong cách cổ kính, đồ nội thất chủ yếu làm bằng tử đàn và hoàng hoa lê, là đồ từ thế kỷ trước. Việc này khá hiếm thấy vào giữa thế kỷ 21. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo tròn lông cáo lớn, đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn lặng lẽ ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ liên thành gõ cửa rồi bước vào cung kính chắp tay nói đặng tiên sinh đã đáp lại người ở tổng bộ theo lời ngài đặng viễn bá chỉ khẽ gật đầu liên thành thấy vậy liền ngẩng đầu lên suy nghĩ rồi có chút khó hiểu hỏi trong lần hành động lần này lại có rất nhiều chỗ kỳ lạ thất bại quá ảm đạm mà với thực lực của công tử kể cả không phải là đối thủ thì cũng không đến nỗi tử trận ngài có phải là đã quá mềm mỏng với bọn họ không kết quả như thế này khiến đặng viễn bá và liên thành đều không thể chấp nhận được đội thiên thần chưa bao giờ thua trận các thành viên của bọn họ đều là những người vô cùng tài giỏi sao lại có thể chết dưới tay một đám du lãng trong lòng liên thành không khỏi nảy sinh một thuyết âm mưu có phải là có kẻ cố tình nhắm vào giết chết đặng thần thông hay không rốt cuộc thì thời điểm hiện tại ở bão tuyết thành khắp nơi ngầm dậy sóng Đặng Thần Thông được gia tộc Đặng thị giao phó làm người kế thừa, cho dù là năng lực hay uy tín thì đều thuộc hạng nhất. Hầu như tất cả mọi người đều biết, Đặng Thần Thông chính là niềm hy vọng của gia tộc Đặng thị, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất tham gia cạnh tranh cho vị trí thống soái thế hệ kế tiếp của Bảo Tuyết Thành. Đặng Viễn bá nheo mắt, biểu cảm ẩn hiện trong ánh bình minh ảm đạm, khiến cho người khác không nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta. Trong cổ họng của hắn ta phát ra âm giọng già nua dù thế nào thì đại khu giang nam cũng không thể hỗn loạn chúng ta và đại khu giang nam cùng thịnh cùng suy cùng tổn hại cùng đau nếu như bạo tuyết thành xảy ra chuyện đặng gia cũng khó giữ được sự trong sạch việc của thần thông ta sẽ cho người điều tra cẩn thận nhưng hiện giờ chúng ta phải giúp đại khu ổn định trở lại đã liên thành nghe xong không đầu nói là ta hiểu biết nông cạn xin nghe theo lời dạy bảo của ngài gia chủ cho dù trong lòng bi thương đến đâu với tư cách là gia chủ của đặng gia đặng viễn bá phải chịu trách nhiệm với cả gia tộc hiện giờ xé rách mặt mũi với tổng bộ đại khu thì chẳng khác nào ngu ngốc bất quá chuyện này tuyệt đối không thể chấm dứt ở đây đừng để ta phát hiện ra là ai đã làm chuyện này nếu không dù có là chu chính thì cũng không thể gánh nổi hậu quả này đôi mắt âm u của đặng viễn bá lóe lên tia sáng làm người khác phải kinh sợ Chu Chính có thể ngồi vững ở vị trí thống soái đại khu Giang Nam trong thời kỳ mạc thế, mặc dù có liên quan đến thân phận trong quân đội của hắn ta, nhưng cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của những thế lực khác. Rốt cuộc, ở Bạo Tuyết Thành, không ít gia tộc lớn ở Giang Nam đã tụ tập về đây. Người của những gia tộc này xuất hiện ở mọi vị trí trong Bạo Tuyết Thành. Nếu như một ngày nào đó, Chu Chính không xứng chức thì họ cũng sẽ kéo hắn ta xuống. Trong thời kỳ mạc thế, Người không có năng lực mà ngồi ở vị trí cao thì chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa lớn. Tiếng nổ của Death of lớp khiến cho đám người trương dịch đang ở trên máy bay chiến đấu có vũ trang nhận thức được một cách rõ ràng rằng đặng thần thông bọn họ đã thất bại. Nếu không bị dồn đến đường cùng thì bạo tuyết thành tuyệt đối không thể sử dụng loại vũ khí cuối cùng này. Không ngờ bọn họ lại mạnh đến vậy. Ánh mắt của Mạc Trọng Ninh có chút mơ màng. Rõ ràng đều là dị nhân, sao lại chênh lệch lớn đến vậy chứ? dù sao thì hắn ta cũng là dị nhân làm mưa làm gió khắp một thành phố, kết quả lại bị thực nguyệt chém như cắt rau. Cảm giác này, đối với hắn ta mà nói thì đã kích quá lớn. Lệ nguy hải thở dài. Bọn này không phải là dị nhân bình thường, nghe nói ở vùng Quang Đông, nghe hồng, bọn chúng đã khắp nơi giết chóc cướp bóc, có thể gọi là băng cướp hung tàn nhất vùng Quang Đông. Trong hoàn cảnh như vậy mà sống được đến tận bây giờ, làm gì có kẻ nào không phải là nhân vật tàn độc chứ, nói đến đây, Lệ Nguy hại hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những luồng sáng bức xạ mãi kháng tan kia. Nhưng đã đến giờ rồi thì mọi chuyện đều kết thúc. Cho dù là dị nhân mạnh mẽ đến thế nào thì cũng không thể sống sót dưới vũ khí như vậy. Đối với cách nói này, hầu như mọi người đều tán đồng. Chỉ có Trương Dịch nhíu chặt mày, không đồng tình. Lương Duyệt hỏi: Sao ngươi vẫn còn cao có thế? Đến cả tổng bộ còn sử dụng đét ập lớp nữa rồi đừng nói là người của thực nguyệt, mà ngay cả cấp bậc FC lân như nguyên không dạ cũng không thể sống được đâu, Trương Dịch nói, ta có một cảm giác rất khó chịu. Tại là thấy bọn họ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cảm giác này, bắt nguồn từ những tư liệu về nhóm thực nguyệt do Trương Dịch thu thập được. Bọn chúng dường như có khả năng tiên đoán trước tương lai, luôn có thể dự đoán tình hình chiến sự một cách chính xác nhất. Liệu bọn chúng có dự đoán trước được cả việc đét ập lớp xuất hiện không, hai chiếc phi cơ đầu tiên đã bay trở về bạo tuyết thành. Lúc bay trên không phận của bạo tuyết thành, trương dịch thận trọng quan sát ra cửa sổ. Quả nhiên, hôm nay trong thành đang giới nghiêm, khắp nơi đều là lính tráng cầm súng. Điều này đã chứng thực cho việc đội thiên thần thất bại trong chiến dịch. Trương Dịch không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn và Đặng Thần Thông tiếp xúc không nhiều, nhưng Trương Dịch luôn khá ngưỡng mộ tính cách của người đó. Trương Dịch còn nợ hắn một thùng khởi nguyên đạn nữa chứ máy bay hạ cánh xuống sân bay trong nhà mái vòm khổng lồ mở ra cho phép họ bay vào trong sau đó mới từ từ đóng lại cửa khoang phi cơ đầu tiên mở ra trương dịch cùng lương duyệt và hoa hoa định đi ra trước dù sao thì những người khác trong này hoặc là thương binh hoặc là nhân viên y tế lát nữa sẽ có người đưa họ đến phòng bệnh trương dịch không theo sau nữa vẫn nên đi tìm bách lý trường thanh hỏi thăm tình hình trước thì hơn nhưng vừa mở cửa khoang trương dịch đã nhìn thấy bên ngoài đứng khoảng mười mấy thành viên yến vân ba người đi đầu nhìn phù hiệu trên vai là quân nhân của yến vân thấy trương dịch một sĩ quan quân hiệu thiếu tá đi lên phía trước cung kính chào trương dịch một cái chuẩn mực chào mừng ngài giành chiến thắng trở về trương dịch tiên sinh cảm ơn ngài trong chiến dịch lần này đã lập được chiến công to lớn một mình ngươi đã tiêu diệt bốn thành viên thực nguyệt lấy lại danh dự cho đại khu giang nam chúng ta không là danh dự của hoa tư quốc trong lời nói của vị thiếu tá tràn ngập sự kính sợ và xúc động. Là cấp cao của Yến Vân, đương nhiên hắn ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở quảng trường Giang Ninh. Đội Thiên Thần gần như toàn quân bị diệt, chỉ có đặng thần thông mới giết được một thành viên Thực Nguyệt. Còn Trương Dịch thì giết chết bốn thành viên của Thực Nguyệt, nếu không phải vậy thì lần này đại khu Giang Nam sẽ mất hết thể diện. Mà Hoa Tư Quốc ở trước mặt các quốc gia và khu vực khác cũng sẽ bị người ta lấy chuyện này để chế nhạo. Ít nhất Hành động của Trương Dịch cũng giữ lại được chút thể diện cho đại khu và quốc gia. Là một quân nhân, Thiếu tá Yến Vân đương nhiên hiểu được mức độ khó khăn của nhiệm vụ mà Trương Dịch đã hoàn thành. Chiến tích như vậy, chẳng khác gì một mình lái xe tăng lao vào giữa đội hình địch, một đấu 12 cuối cùng còn diệt được 8 tên, đương nhiên là đáng để họ ngưỡng mộ. Dứt lời, đám người trên máy bay đầu tiên đều ngây người ra. Đặc biệt là Mạc Trọng Ninh, Lệ Nguy Hải cùng Nguyên Hạo vốn từng nghi ngờ Trương Dịch, mở to miệng kinh ngạc đến mức không ngậm lại được ta ta vừa nãy có phải là nghe nhầm rồi không mạc trọng ninh ngây ra nhìn nguyên hạo đang nằm trên giường bệnh bọn họ ha 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 bọn họ hình như nói là một mình trương dịch diệt được bốn tên thành viên của thực nguyệt hả này 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 chắc chắn là tại tay ta có vấn đề rồi sắc mặt nguyên hạo cũng có chút đờ đẫn hình như ta cũng nghe nhầm rồi còn trần tiêu tiêu không xa đó thì chế nhạo nói công nhận người khác mạnh có khó khăn đến vậy à Trương Dịch giết chết bốn tên thành viên thực nguyệt là sự thật. Có hai tên là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Sao lại thế được, mà Trọng Ninh vô cùng kinh ngạc. Hắn ta nhìn Trương Dịch đang đứng trước cửa khoang máy bay, trong đầu nhỏ bé tràn ngập những nghi hoặc lớn lao. Đều là dị nhân ngoại thành, tại sao thực nguyệt lại chém giết bọn họ như chém rau vậy, mà hắn lại mạnh đến như thế, chẳng lẽ, đây chính là sự chênh lệch của thế giới sao, thiếu tá Yến Vân liếc sang bên cạnh, lập tức có một người lính đi đến, trong tay cầm một chiếc đĩa phủ vải đỏ trên đĩa có đặt vài tấm thẻ màu đen nhìn qua có vẻ như làm từ kim loại hoặc cũng có thể làm từ vật liệu tổng hợp thiếu tá yến vân lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho trương dịch đây là thể điểm tích lũy mà ngài đạt được sau nhiệm vụ lần này dùng tấm thẻ này ngài có thể tiêu xài trong bạo tuyết thành cũng có thể đổi lấy các loại vật tư ở tổng bộ thiếu tá yến vân đột nhiên cười nói Lần này hành động của ngài tổng cộng tích lũy được 4.200 vạn, 420 triệu, điểm, trương dịch không khỏi huyết sáo một tiếng, nghe thì có vẻ nhiều nhỉ. Nhưng mà ta không hiểu lắm khái niệm của vật này, phải đánh giá giá trị của nó thế nào, thiếu tá Yến Vân suy nghĩ một chút, giải thích, giá trị điểm tích lũy và tiền tệ trước ngày tận thế gần như là một khái niệm. Chỉ là hiện nay giá cả cao hơn nhiều so với trước ngày tận thế, vì vậy, nói một cách nghiêm ngặt, khả năng mua của điểm tích lũy mạnh hơn tiền trước ngày tận thế mắt trương dịch sáng lên hắn ta nhận lấy thẻ điểm tích lũy sau đó tự nhiên đến gần thiếu tá yến vân khoác tay hắn ta có thứ này thì có thể mua được tất cả đúng không thiếu tá yến vân thì thầm với hắn ta một số nhu yếu phẩm cần có quyền truy cập mới có thể mua được ví dụ như vũ khí trang bị do công nghệ tiên tiến chế tạo nhưng theo những chiến công ngài đã lập được hầu hết các vật tư đều sẽ được cấp cho ngài trương dịch miễn cười hài lòng gật đầu hắn cũng không cần những thứ khác mà thứ có thể khiến hắn cảm động ở bạo tuyết thành chính là vũ khí trang bị do công nghệ tiên tiến chế tạo ví dụ như bộ chiến y đen hắn đang mặc hiện tại có nó ngay cả khi không sử dụng dị năng hắn vẫn có thể cảm thấy rõ ràng sức mạnh và tốc độ phản ứng của cơ thể mình đã tăng lên rất nhiều vậy ta đổi vũ khí trang bị ở đâu có phải là nơi nhận vũ khí trước đó không trương dịch hỏi thiếu tá yến vân gật đầu đúng vậy chính là ở đó thẻ điểm tích lũy của ngài là loại cấp cao có thể mở kho vật tư tương ứng tốt cảm ơn trương dịch mỉm cười hài lòng thiếu tá yến vân nói không ta mới là người phải cảm ơn ngài mới đúng đây không phải là lời khách sáo theo lý mà nói chống lại kẻ thù bên ngoài là trách nhiệm của những người lính trong đại khu này thân phận của Trương Dịch là một người dân bình thường, lẽ ra không nên xung phong đi đầu. Bây giờ, người ta dựa vào người khác mới lấy lại được chút ít thể diện, thực sự là khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Lúc này, những người khác trên máy bay trực thăng không thể ngồi yên được nữa. Họ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong đợt hành động này, suýt nữa thì chết. Trương Dịch có thể đạt được nhiều điểm tích lũy Ostoto vậy, vậy họ thì sao, mà Trọng Ninh liền hét lên, vị sĩ quan này, thể điểm tích lũy của chúng ta đâu thiếu tá yên vân liếc mặt trọng ninh một cái ra hiệu cho cấp dưới bên cạnh cấp dưới đó liền đi qua lần lượt phát thể điểm tích lũy mặc dù ngoài trương dịch ra những người khác không đạt được chiến tích quá lớn nhưng dù sao họ cũng là người chiến đấu vì đại khu giang nam vì vậy thái độ của yên vân vệ đối với họ cũng không tệ nhưng những người lính tôn sùng kẻ mạnh rõ ràng tôn trọng trương dịch hơn mặt trọng ninh sau khi nhận được thể điểm tích lũy không khỏi hỏi trong thể của chúng ta có bao nhiêu điểm tích lũy, người yên vân vệ kia bình tĩnh nói, ngoài trương dịch tiên sinh ra, mỗi người đều được 20 triệu điểm tích lũy. Người dị năng tử trận sẽ được bồi thường thêm 50 triệu điểm tích lũy. Sau đó sẽ trao số điểm tích lũy cho gia đình họ, hoặc người thừa kế của thế lực mà thuộc về họ. Mạc Trọng Ninh và những người khác nghe rằng mình chỉ có 20 triệu điểm tích lũy, còn Trương Dịch lại có 420 triệu điểm tích lũy, trong lòng không khỏi thở dài người so với người thực sự dễ khiến người ta muốn phát điên. Họ đã suýt chết mới có được số điểm tích lũy ít ỏi này. Mặc dù không phải là quá ít, nhưng nhìn lại trương dịch, cả người lành lặng, còn nhận được nhiều nhất. Thật là khiến người khác phải ghen tị. Tuy nhiên, cũng chỉ là ghen tị mà thôi. Sau khi xác nhận trương dịch giết chết bốn thành viên của thực nguyệt, họ cũng tràn đầy sự kính sợ đối với trương dịch. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đố kỵ với những người mạnh hơn mình quá nhiều sau khi nhận được thẻ điểm tích lũy trương dịch chuẩn bị đi tìm bách lý trường thanh trước để hỏi tình hình nhưng vị thiếu tá yên vân kia lại ngăn hắn lại xin lỗi trương dịch tiên sinh bây giờ ngài không được đi đâu hết trương dịch hơi ngạc nhiên liếc nhìn hắn ta còn có việc gì nữa sao thiếu tá yên vân trả lời bọn ta nhận được chỉ thị từ cấp trên hiện tại mấy người các vị vẫn chưa được rời đi và trong thời gian tới các vị phải ở trong khu vực đã chỉ định mọi hành động đều phải xin phép cấp trên chưa được phê duyệt thì không được đi đâu cả. Lời nói này khiến những người dị năng ở ngoại thành nhìn nhau. Chẳng phải rốt cuộc là quản thúc sao? Trương Dịch cúi đầu trầm tư một lát, rồi khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, thất bại trong trận chiến ảnh hưởng rất lớn đến Bạo Tuyết thành. Xem ra những người cấp cao muốn kiểm soát tình hình. Hắn cũng không từ chối, cười rồi gật đầu, được thôi, theo ý mấy người. Hắn thật sự muốn đi, cũng không ai có thể giữ hắn ở lại được. Xét cho cùng, xuyên không gian là không quan tâm đến mọi sự tồn tại về mặt vật lý. Thiếu tá Yên Vân thở vào nhẹ nhõm, đưa tay sang một bên ra hiệu, vậy thì mời ngài đi theo ta một chuyến, trương dịch, lương duyệt và hoa hoa theo hắn ta lên một chiếc ô tô màu đen. Còn những người khác, người bị thương tự nhiên có người trong bộ phận y tế chịu trách nhiệm đón đi. Không lâu sau, Trương Dịch và Lương Duyệt đã đến một khu vực mới. Không còn là những tòa chung cư như trước, mà họ đã vào khu a đến một nơi giống như khu biệt thự đây là một căn biệt thự độc lập có một cái sân nhỏ có tòa nhà hai tầng nhìn khắc bạo tuyết thành đây cũng là không gian sống khá cao cấp thiếu tá yên vân nói với trương dịch ở đây ngài cần gì cũng có thể liên lạc với người lính yên vân bên cạnh vậy thì chúc ngài ở đây vui vẻ trương dịch gật đầu cảm ơn hắn ta thiếu tá yên vân rời khỏi biệt thự nhưng xung quanh biệt thự có bốn tên vệ binh yên vân toàn thân trang bị vũ khí bảo vệ bốn hướng. Một khi Trương Dịch cố gắng rời đi, họ sẽ phát hiện ra. Trương Dịch nhướng mày, thản nhiên nói, xem ra chuyện này thật sự đã làm lớn lên rồi, nhưng Hoa Hoa không quan tâm đến những điều này, nhảy lên ghế sofa và lăn lộn. Lương Duyệt đặt thanh đao trong tay lên bàn, vẻ mặt cô có chút lo lắng. Đại khu giang nam coi như là giam lỏng chúng ta sao? rõ ràng là vừa rồi chúng ta mới dốc sức vì đại khu lập được chiến công tại sao bọn họ lại đối xử với chúng ta như vậy chứ trương dịch nhún vai còn vì sao nữa chắc chắn là vì thất bại trong trận chiến lần này khiến tình hình trong bão tuyết thành có sự thay đổi thậm chí có khả năng vì thế mà xảy ra cuộc đấu tranh quyền lực cấp cao ai mà biết được tóm lại chỉ cần không đe dọa đến sự an toàn của chúng ta thì không sao cả những chuyện khác ta không quan tâm chỉ dựa vào thành tích xuất sắc của hắn trong trận chiến này, tầng lớp cấp cao của Bảo tuyết thành chắc chắn sẽ cố gắng lôi kéo hắn. Chỉ nhìn vào đại ngộ hiện tại, Trương Dịch thậm chí còn cảm thấy họ sẽ để Trương Dịch làm đội trưởng. Ừm, đến lúc đó lại phải nghĩ cách từ chối, đúng là phiền phức. Hắn ta ngây thơ, còn tưởng rằng chỉ cần trốn đi là ổn rồi, nhưng cái đầu thông minh, khả năng quan sát nhạy bén, cùng năng lực dị năng không gian mạnh mẽ của hắn đã không thể che giấu được nữa. Ha, quá xuất sắc cũng là một nỗi phiền toái, Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, hơi buồn bã ôm trán. Nhưng Lương Duyệt không thể bình tĩnh như hắn được. Sự chênh lệch về thực lực đã quyết định sự khác biệt về tâm trạng của hai người. Cô đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định gọi điện về nơi trú ẩn. Cô nói với Trương Dịch về ý nghĩ này. Có muốn gọi điện về nhà, báo bình an không? Giờ tình hình bên bạo tuyết thành không biết sẽ ra sao, báo cho họ một tiếng, để họ khỏi lo lắng hơn nữa ta còn có một chuyện khá lo lắng thành phố giang ninh cách thành phố thiên hải cũng không xa nếu thực nguyệt trốn đến thành phố thiên hải thì với sức mạnh hiện tại của thành phố thiên hải sẽ không thể phòng bị được ánh mắt trương dịch cứng đơ lại hắn không nghĩ đến điều này bởi vì xét theo tình báo có được trước đó mục đích của thực nguyệt là phải đến khu vực trung nguyên chứ không phải ở lại duyên hải xét cho cùng ý tưởng của đăng lục phái nghe hồng là cho rằng sau khi kỷ băng hà kết thúc quần đảo cùng phần lớn các thành phố duyên hải sẽ chìm xuống họ đến thành phố thiên hải cũng không có ý nghĩa gì lớn thế nhưng vì lương duyệt đã nói đến vậy nên trương dịch cảm thấy mình vẫn nên chuẩn bị sớm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn lấy điện thoại vệ tinh ra tất cả điện thoại mà họ sử dụng đều được mã hóa ngay cả đại khu giang nam cũng không thể nghe lén được Trương Dịch vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Dương Hân Hân. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trương Dịch liền gọi điện cho Dương Hân Hân. Dù sao thì Dương Hân Hân vẫn là người thông minh nhất trong căn cứ. Đối với tình hình hiện tại, cô cũng có khả năng phân tích và đưa ra quyết định sáng suốt. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Trương Dịch nghe thấy giọng nói lo lắng của Dương Hân Hân, giọng điệu của cô vô cùng gấp gáp. Trương Dịch ca ca, người ở Bảo Tuyết Thành thế nào rồi? chúng ta lo lắng đến phát khiếp luôn, đét ập lớp phát nổ ở thành phố Giang Ninh, ngay cả ở thành phố Thiên Hải cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của nó. Thậm chí các thiết bị điện tử trong thành phố Thiên Hải cũng ngừng hoạt động trong thời gian ngắn. Điều này khiến Dương Hân Hân vô cùng lo lắng. Nếu không phải cô hiểu rõ phong cách hành sự của Trương Dịch, biết hắn sẽ không tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, hơn nữa đại khu Giang Nam khi sử dụng đến đét ập lớp cũng không thể làm tổn thương chính người của mình thì dương hân hân thực sự sẽ sợ đến ngốc luôn mất trương dịch nghe ra được cô lo lắng cho mình nên hắn mỉm cười nói yên tâm đi chúng ta đều ổn dạo này ở thành phố thiên hải có gì bất thường không dương hân hân thở phào nhẹ nhõm vẫn bình lặng như mọi khi không có gì đặc biệt không có chuyện gì xảy ra là tin tốt nhất rồi dù thế nào đi chăng nữa trương dịch vẫn mong căn cứ chính của mình có thể giữ được sự bình yên trương dịch nói ta nói cho ngươi một chuyện nhớ là phải giữ bí mật đấy. Chỉ có mình ngươi biết thôi, những người khác trong căn cứ tạm thời không cần biết. Lần này nhiệm vụ đi thảo phạt thực nguyệt của Bảo Tuyết Thành đã thất bại, tình hình hiện tại của thực nguyệt vẫn chưa rõ. Thành phố Thiên Hải cách thành phố Giang Ninh rất gần, các ngươi cũng đừng rời khỏi căn cứ. Một khi phát hiện thấy bất kỳ tình huống nào bất thường, hãy thông báo cho ta ngay lập tức, đồng thời trốn xuống tầng hầm. Ngoài ra, cũng thông báo cho Tiêu Hồng Luyện và những người khác một tiếng, đừng nói chú ví mức độ an toàn của căn cứ và nơi trú ẩn, ngay cả khi có người của thực nguyệt thoát chết khỏi đét ập lớp, cũng không thể đột phá trong thời gian ngắn. Sau khi nghe Trương Dịch nói xong, Dương Hân Hân nhíu mày. Vâng, ta đã nhớ rồi, ca ca. Ngoài ra, về chuyện của thực nguyệt, ta cũng đã điều tra một số thông tin, có một số thông tin tình báo mà ta thấy rất thú vị, sau khi tổng hợp lại ta sẽ gửi cho ngươi sau. Mắt Trương Dịch lóe lên một tia sáng lạ. Ồ, thật sao? Đại khu Giang Nam này cũng đã điều tra về thực nguyệt, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Ngươi đã làm như thế nào vậy? Dương Hân Hân cười một cách bí ẩn. Các lập trình viên ở đại khu Giang Nam kia có thể so sánh được với ta hay sao? Mặc dù họ có ưu thế về thiết bị trời ban của đại khu, nhưng xét về trình độ kỹ thuật, họ không cùng đẳng cấp với ta đâu, Trương Dịch cười. Đúng vậy, dù sao họ cũng là những người có công ăn việc làm ổn định mà. Trên thế giới, những cao thủ kỹ thuật thực sự hàng đầu, đặc biệt là tinh tặc, hầu như không có mấy người làm việc trong các cơ quan chính phủ dương hân hân chính là ví dụ điển hình nhất hai người lại tùy tiện trò chuyện một lúc đã rất lâu rồi họ chưa gặp nhau dương hân hân và trương dịch có rất nhiều chuyện để nói sau khi đôi chân hồi phục bình thường tính cách của cô ấy trở nên hoạt bát hơn rất nhiều cuối cùng trương dịch không hiểu sao vô thức nói một câu nhất định phải chú ý an toàn nhớ bảo vệ bản thân thật tốt trên khuôn mặt dương hân hân lộ ra vẻ hạnh phúc được trương dịch ghi nhớ như thế, trong lòng cô tràn đầy niềm vui. Ca ca, ngươi chỉ gọi điện cho mình hân hân thôi đúng không? Những người khác thì sao, trương dịch sửng sốt một chút, tất nhiên là ta gọi cho ngươi đầu tiên rồi. Ta biết mà, ca ca quả nhiên là yêu hân hân nhất, dương hân hân cười tiếp mắt nói, trên khuôn mặt thoáng hiện lên một tia đỏ ửng khác thường. Trương dịch bật cười, hắn cũng chỉ cảm thấy, chuyện này chỉ có dương hân hân mới xử lý được một cách bình tĩnh, nên mới nói chuyện với cô ấy thôi nếu không thì đổi lại là chu khả nhi và những người khác có lẽ sẽ lo sợ hãi hùng trong lòng nôn nao bất an hân hân sẽ không làm ca ca thất vọng đâu hân hân cũng sẽ không trở thành gánh nặng ta có thể tự bảo vệ bản thân mình được dương hân hân nhẹ giọng nói cô cúi đầu dưới mái tóc mái dài đôi mắt tối tăm lóe lên ánh sáng nhấp nháy không ngừng có một hơi thở nguy hiểm đang lan tỏa thậm chí có chút gần như điên cuồng trương dịch không nhận ra điều này dù sao thì nói chuyện qua điện thoại hắn cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của dương hân hân ta chưa bao giờ coi ngươi là gánh nặng cả hân hân là tốt nhất vẫn luôn là cánh tay đắc lực của ca ca mà dương hân hân gật đầu vâng cảm ơn ca ca hai người kết thúc cuộc gọi trương dịch đặt điện thoại sang một bên hai tay ôm đầu bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo mình nên làm như thế nào tuy nhiên Điều này chủ yếu vẫn phải xem thái độ của những người lãnh đạo cấp cao của đại khu Giang Nam. Còn bên kia, Dương Hân Hân nắm chặt chiếc điện thoại vệ tinh trong tay, cô đứng yên tại chỗ rất lâu sau đó, rốt cuộc trong lòng cô cũng đã đưa ra một quyết định. Vì vậy, cô mặc đôi dép lê lông, từng bước một đi về phía phòng y tế của Chu Khả Nhi. Khi đến phòng y tế, Chu Khả Nhi cũng đang ở bên trong, đang nỗ lực dùng một con cá biển để làm thí nghiệm về y thuật con cá vẫn là con cá mà lúc trước trương dịch dùng hút nước biển để lại nuôi trong nhà không phải để ăn mà chủ yếu là để ngắm sinh vật sống trong ngày tận thế rất khó có được thỉnh thoảng nhìn ngắm có thể làm giảm áp lực rất tốt chu khả nhi liền dùng nó để làm thí nghiệm thăm dò giới hạn năng lực bác sĩ của mình nỗ lực khám phá thêm nhiều năng lực hơn nữa trương dịch đã từng nói với cô rằng dị năng giống như tay chân mọc ra trên người mỗi dị nhân khác nhau giới hạn năng lực cũng khác nhau vì vậy, chỉ có thể tự mình không ngừng khai phá và nghiên cứu, mới có thể khai thác tối đa tiềm năng của dị năng. Chu Khả Nhi tin tưởng điều này một cách vô cùng chắc chắn. Cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Chu Khả Nhi buông công việc trong tay ra, nhìn về phía cửa, mời vào, Dương Hân Hân đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười, sắc mặt ửng hồng có chút bệnh hoạn, biến thái. "Tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu thí nghiệm đó đi." Dương Hân Hân tìm đến Chu Khả Nhi, đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu này khiến sắc mặt Chu Khả Nhi không khỏi biến sắc. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hân Hân, thí nghiệm đó rất nguy hiểm và vô cùng đau đớn. Có lẽ đối với con người, gần như không có trải nghiệm nào đau đớn hơn thế. Dương Hân Hân mỉm cười bước tới, cô khép hai tay sau lưng, tinh nghịch ngước nhìn Chu Khả Nhi. "Tỷ tỷ a, à, Hân Hân cũng mong có thể sở hữu sức mạnh mạnh hơn." để giúp ca ca cho nên chúng ta bắt đầu thôi chu khả nhi nhìn thấy nụ cười trên môi của dương hân hân mang theo vẻ kiên định hiểu được quyết tâm của cô cô thở dài một hơi được rồi chu khả nhi không nói thêm lời nào dẫn dương hân hân đến một bàn phẫu thuật dương hân hân cởi giày để lộ bàn chân được bao bọc bởi đôi tất trắng rồi trèo lên bàn phẫu thuật mỉm cười nằm xuống chu khả nhi không chút biểu cảm dùng dụng cụ trói cố định tay chân cô lại dùng băng trói trói chặt thân thể cô, đề phòng cô sẽ vùng vẫy trong quá trình thí nghiệm tiếp theo. Suốt quá trình diễn ra như thế, trên mặt Dương Hân Hân đều nở nụ cười, đó là một loại giác ngộ. Chu Khả Nhi có chút không nở, cô hít một hơi thật sâu, lần cuối cùng nhắc nhở, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nỗi đau đớn đó, ta thực sự sợ ngươi cũng không chịu nổi. Dương Hân Hân từ từ nhắm mắt lại. Tỷ tỷ, bắt đầu đi. Chu Khả Nhi không nói thêm gì nữa, trong lòng cô hiểu rõ, lựa chọn của Dương Hân Hân là đúng đắn. Mặc dù phương pháp này chưa chắc có hiệu quả, nhưng theo nghiên cứu lâu dài của họ, câu trả lời thu được từ lý thuyết là loại thí nghiệm này rất đáng để thử. Chu Khả Nhi đẩy tới một giá đỡ trong suốt, đó là một chiếc hộp cấu trúc bằng acrylic, vừa vặn có thể bao bọc lấy đầu của Dương Hân Hân. Đợi đến khi lắp đặt xong thiết bị, Chu Khả Nhi nối thiết bị phát hiện nhịp tim vào người Dương Hân Hân nhìn dương hân hân nhắm mắt chờ bắt đầu thí nghiệm cô đưa tay mở vang thông vòi nước atrix ào dòng nước bắt đầu tràn vào trong thùng nước nhanh chóng nhấn chìm đầu của dương hân hân trên mặt dương hân hân lộ ra vẻ đau đớn cô cố gắng vùng vẫy đây là bản năng một phút sau cô vùng vẫy yếu ớt dần nhịp tim cũng đang nhanh chóng giảm xuống chu khả nhi chăm chú nhìn điện tâm đồ tin điện tâm đồ hoàn toàn trở thành một đường thẳng mặc dù vậy chu khả nhi vẫn không vội mở vòi nước mà là chăm chú nhìn dương hân hân và đồng hồ của cô cô vẫn đang chờ hai phút trôi qua cơ thể dương hân hân hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào chu khả nhi nhanh chóng mở vòi nước sau đó hai bàn tay hóa thành trạng thái trong suốt trực tiếp thò vào ngực dương hân hân một tay nắm lấy tim một tay nắm lấy phổi của cô bắt đầu dùng năng lực bác sĩ giúp cô hô hấp nhân tạo không lâu sau dương hân hân mới khôi phục lại nhịp tim cô đột ngột vùng dậy khỏi bàn phẫu thuật, há miệng nhả ra một ngụm nước lớn. Sau khi tỉnh lại, cô lập tức cảm nhận cơ thể của mình. Tuy nhiên lần này, cô không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Thí nghiệm thất bại rồi sao, biểu cảm của Dương Hân Hân có chút thất vọng. Chu Khả Nhi bình tĩnh nhắc nhở, ta đã nghiên cứu tế bào của ngươi, đúng là chịu ảnh hưởng bởi tia gamma, đã xảy ra một phần biến dị, nhưng hiện tượng này phổ biến ở hầu hết các sinh vật sau ngày tận thế không có nghĩa là ngươi nhất định có thể có dị năng cho nên ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý trải nghiệm cận kề cái chết là sự kích thích tốt nhất đối với cơ thể con người nếu ở trong trạng thái này mà không thể thức tỉnh dị năng thì những phương tiện khác có thể sử dụng không còn nhiều chu khả nhi đau lòng nhìn dương hân hân để thức tỉnh dị năng cô thậm chí đã lựa chọn một cách thức đau đớn như vậy ban đầu ta có thể sở hữu một viên băng phách chu khả nhi hiểu được địa vị của dương hân hân trong lòng trương dịch một thiên tài máy tính sở hữu bộ não siêu mạnh ban đầu cô mới là người đầu tiên trương dịch ban tặng băng phách dương hân hân không chút biểu cảm nhìn vào đèn vô ảnh trên đầu ta vẫn luôn cho rằng cách thức thức tỉnh băng phách có điểm khuyết thiếu tỷ tỷ a người quên mất kết luận mà chúng ta đã phân tích được rồi sao thứ thực sự quyết định cường độ của dị năng hẳn là niệm khi con người đứng trước cái chết, chấp niệm trong lòng sẽ hóa thành năng lực sau khi thức tỉnh. Chấp niệm khi cận kề cái chết càng mãnh liệt, dị năng sẽ càng mạnh mẽ. Ba người các ngươi có được năng lực đều là thuộc kiểu hỗ trợ, điều này chứng minh suy nghĩ trong lòng ta. Còn ta, muốn có được sức mạnh mạnh mẽ hơn, thì phải dùng phương pháp này. Để cho, niệm, của bản thân đạt đến cực hạn, đây cũng chính là lý do ban đầu vì sao Dương Hân Hân từ chối sử dụng băng phách cô có suy nghĩ của riêng mình cô muốn khiến bản thân trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị bên cạnh trương dịch chu khả nhi hít sâu một hơi an ủi cô kể cả ngươi không có dị năng cũng có thể giúp được trương dịch rất nhiều dương hân hân lắc đầu không giống nhau không ai ghét bỏ bản thân họ quá mạnh cả thế nhưng cô ấy cũng hiểu trong mắt trương dịch cô ấy mãi mãi là cô gái yếu đuối cần được che chở trương dịch không biết cô ấy cũng mong có thể cùng trương dịch đối mặt với nguy hiểm cùng nhau chiến đấu chu kha nhi đưa tay định gỡ dây trói trên người dương hân hân ra nhưng dương hân hân lại lạnh lùng nói tiếp tục đi tay chu kha nhi cứng đờ giữa không trung ngươi cô ấy kinh ngạc thậm chí không nói nên lời cảm giác cận kề cái chết không ai lại muốn nếm trải nhưng mà dương hân hân lại định thực hiện thêm lần nữa dương hân hân nhìn chu kha nhi đang đờ đẫn như gà gỗ cười toe toét nói, không phải còn có ngươi ở đây sao? Ta sẽ không chết thật đâu. Nhưng mà lần sau, ta khuyên ngươi nên chờ thêm một lát. Để ta được cảm nhận sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết cho thỏa thích, biết đâu hiệu quả sẽ tốt hơn. Chu Kha Nhi nhìn người em họ trước mặt, thân thể đột nhiên hơi run rẩy vì sợ hãi. Người em họ này thật là đáng sợ, nhưng mà cô ấy không thể từ chối yêu cầu của Dương Hân Hân, chỉ có thể nhẫn tâm bắt đầu lần thí nghiệm thứ hai. Có cô ấy ở đây, Dương Hân Hân sẽ không chết được. Nhưng mà cái cảm giác vô số lần điên cuồng thử thách ranh giới của cái chết, chỉ cần nghĩ đến tim lại đập thình thịch. Thành phố Lâm Hải Lực lượng còn lại của xâm thực chi nguyệt sau khi rời khỏi thành phố Giang Ninh, thì một lần nữa quay trở lại thành phố Lâm Hải. Bởi vì lúc này, chỉ có nơi này là nơi đã bị bọn chúng càng quét sạch sẽ, cho nên không còn kẻ địch nào tồn tại nữa trong trận chiến lúc đó, mặc dù chúng đã đánh bại được tiểu đội thiên thần, đồng thời chém giết đặng thần thông, nhưng bản thân bọn họ cũng đã tổn thất thảm trọng. Naru Hanachio, Nanako, Takira Takashi, Kamiya Waido, cùng với Akutu Shinichiro. Năm người này đều tử nạn trong trận chiến đó. Điều này trong quá trình phát triển của thực nguyệt, trước giờ chưa từng xảy ra. Mặc dù trước đó, bọn chúng ở Quang Đông cũng từng gặp phải kẻ địch mạnh, nhưng mà mỗi lần đều có sự giúp đỡ của Mayumi Takachi nên đã hóa giải nguy hiểm. Lúc này, một đám người quay trở về tàu phá băng ẩn nút ở cảng biển của chúng, từ từ rời bến. Hao Ao Kiyuma cầm đầu, tám người còn lại đứng đầu mũi tàu, lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm hướng về đất liền. Mặc dù chúng chỉ là một đám người liều lĩnh được tập hợp lại tạm thời, nhưng tình nghĩa trên con đường đồng hành đã nảy sinh, chúng từ tận đáy lòng bày tỏ sự thương tiếc đối với năm người đã tử trận. Tưởng niệm xong, Hao ao kiêu ma đội chiếc mũ đưa báo màu xám của hắn ta lên đầu. Trận chiến này nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Lời tiên tri của Mayumi bị ảnh hưởng, nhưng nhìn chung thì chúng ta vẫn giành được thắng lợi. Tiếp theo, chúng ta cần phải gây ra cho chúng một cuộc náo loạn lớn hơn. Sau đó nhân cơ hội đàm phán với đại khu Giang Nam, nghe thấy câu này, sắc mặt của Mayumi Takechi có hơi khó coi. Cô ấy cúi đầu, đau lòng nói, cái chết của bọn họ là do ta Ta đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Là do ta đã bói toán sai. Hao ao kêu ma nghe vậy, vội quay lại, cười tuê tuết nắm chặt lấy đôi vai mềm mại của cô ấy. Mei Umi, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Việc Hana xảy ra chuyện là chuyện sớm muộn, ngươi có muốn giữ cô ấy lại, chỉ là không ai trong chúng ta ngờ rằng, đội trưởng tiểu đội thiên thần lại đột nhiên xuất hiện xung quanh. Nhưng mà, cái chết của Waido bọn họ thì có hơi kỳ lạ. Trong mắt Hao Ao Kiêu Ma lóe lên một tia u ám. Bốn người đó đều là chiến lực chủ chốt, bây giờ đều bị giết chết, đối với bọn họ cũng có phần thiệt hại. Lúc này, Jin Yuri Sechichiro đẩy gọng kính, lạnh lùng nói, trong đám người đó, ta đã gặp phải một tên cực kỳ nguy hiểm. Mọi người nhìn Jin Yuri Sechichiro. Tên nguy hiểm à? Nguy hiểm thế nào, chẳng lẽ nếu mà so với đặng thần thông thì còn nguy hiểm hơn à, kêu ma cười toe tết hỏi không đó là một cảm giác hoàn toàn khác nhưng yuri seichichiro hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó không hiểu tại sao lưng lại có cảm giác lạnh toát Waido và akutu đều là trong trạng thái trọng thương mà bị giết chết nhưng cho dù thương tích của bọn họ có nặng thế nào thì cũng không thể bị bắn chết bởi súng đạn tên đó hắn là một dị năng hệ không gian cực kỳ mạnh mẽ viên đạn bắn ra từ khẩu súng của hắn có uy lực vượt xa người thường. Nếu như hắn chỉ là một tên bắn tỉa thì còn dễ xử lý. Nhưng mà, hai thức thần của ta khi tấn công hắn, lại trực tiếp bị hắn nuốt mất. Nghe vậy, những người có mặt ở đó không ai là không lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lực chiến đấu của Jinjuri Seichichiro trong thực nguyệt cũng là thuộc hàng đầu. Đặc biệt là thức thần của hắn ta, đều sở hữu sức mạnh cực kỳ cường hãn, mỗi con đều không hề thua kém dị nhân cấp bậc Delta. Tên bắn tỉa đó có thể dễ dàng phá giải dị năng của Jinjuri Seichichiro, hiển nhiên cấp bậc không hề thấp, lúc này, Tasumato Nobuna cũng lên tiếng. Nếu như ngươi nói là tên đó, thì ta có chút ấn tượng. Mọi người nhìn sang, Nobuna hờ hững nói, Tasuma Nanako và Takira Takashi chính là đi truy đuổi bọn họ. Đại khái, cũng là chết trong tay hắn, những người của thực nguyệt đều kinh ngạc có nghĩa là năm đồng đội đã tử trận của chúng thế mà có đến bốn người là bị cùng một người giết chết tên đó rốt cuộc là ai nghĩ đến biểu hiện của meumi takuchi trong trận chiến hao không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ chẳng phải tên khốn đó là người đã khiến lời tiên tri của meumi thất bại sao sau khi liên kết mọi manh mối lại với nhau mọi chuyện trở nên sáng tỏ những lời tiên tri của meumi takuchi thậm chí không thể tiên đoán được bất cứ điều gì về người đó Kể cả là những nhân vật vẫn đi đúng quỹ đạo như trong lời tiên tri của cô, cũng sẽ thay đổi số phận ngay khi tiếp xúc với tay bắn tỉa đó. Hắn ta là người ngoài cuộc, Meumi Takechi lẩm bẩm. Trong quá trình hành động tiếp theo, nếu có sự tham gia của người này, chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Trừ khi, nghĩ cách giết hắn ta, Ao Uma nheo mắt. Đừng vội, về tay bắn tỉa đó, ta vẫn muốn tìm hiểu thêm thông tin. Sẽ có cơ hội giết hắn con tàu phá băng từ từ rời khỏi bờ biển hướng về vùng biển phía nam trong khoảng thời gian tiếp theo trương dịch cùng lương duyệt và những người khác đều ở lại nơi ở do bão tuyết thành sắp xếp không được phép ra ngoài một cách tùy ý tuy nhiên ngoài những điều này các khía cạnh khác đều được sắp xếp khá ổn thỏa thức ăn rất ngon nước nóng cũng được cung cấp không giới hạn không hạn chế thời gian cần biết rằng bây giờ không có nhiều năng lượng mặt trời để sử dụng khí đốt than đá và các nguồn tài nguyên khác cũng có hạn vì vậy việc cung cấp nước nóng không giới hạn là một điều rất xa xỉ. Những người bình thường trong bạo tuyết thành, mỗi ngày mỗi người, nước nóng, điện, thức ăn, vân vân đều được cung cấp có hạn, không được phép lãng phí dù chỉ một chút. Không được ra ngoài cũng tốt, trương dịch có thể nghỉ ngơi thoải mái vài ngày. Hắn lấy bốn xác chết của thực nguyệt đã bị giết từ không gian dị năng ra. Bốn người này đều là đẳng cấp Delta rất tinh nhuệ, nếu hấp thu sức mạnh của bọn chúng thì nhất định có thể khiến sức mạnh của ta trở nên mạnh hơn, trương dịch tràn đầy hy vọng đưa tay đặt lên trán một thành viên thực nguyệt rất nhanh cảm giác quen thuộc đó xuất hiện năng lực chung phệ sẽ khiến hắn có được sức mạnh của người dị nhân đã chết chỉ là lần này cảm giác sảng khoái đó dường như chưa xuất hiện hắn ta thực sự đã hấp thụ được một số sức mạnh nhưng tổng thể hắn ta cảm thấy nó không được tăng lên nhiều lắm đây là đã có chuyện gì vậy trương dịch rất không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt thực ra hiện tượng này đã xuất hiện từ trước. Khi hắn ta giết dị nhân thành phố Đại Trạch, hắn ta đã hấp thụ bản nguyên của chúng, nhưng cảm thấy năng lực dị năng của mình hầu như không được cải thiện. Ban đầu, ta nghĩ rằng sức mạnh của chúng quá yếu. Nhưng bây giờ, dị nhân thực nguyệt mà hắn hấp thụ không phải là kẻ yếu. Nhưng sau khi hấp thụ thì hiệu quả vẫn rất nhỏ. Hay là, đã đến giới hạn rồi sao, trong đầu trương dịch đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy ngay khi ý nghĩ này nảy sinh hắn ta cũng thấy rất hợp lý nếu dị nhân có thể tiến hóa hấp thụ vô hạn thì ai cũng sẽ trở thành dị nhân không giới hạn vậy thì những dị nhân ngoại thành này dù thế nào cũng không thể so với tinh nhuệ của Bảo tuyết thành điều này cũng chứng tỏ khả năng chung vệ cũng có giới hạn của nó có thể tiếp theo trương dịch muốn tiến hóa thêm phải đi thôn vệ những dị nhân mạnh hơn mới được đúng là như vậy nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu gì ít nhất thì như vậy ta và những đội trưởng điều tra bảo tuyết thành nắm giữ khối lượng lớn tài nguyên này được cấp cao bồi dưỡng hết mình thì sẽ không tạo ra khoảng cách tự an ủi mình như vậy cũng khá ổn rốt cuộc so về tài nguyên làm sao hắn so được với những người xuất thân cao quý có tài nguyên và bối cảnh chứ nhìn ba xác chết dị nhân khác trên mặt đất trương dịch suy nghĩ một hồi sau đó gọi hoa hoa và lương duyệt lại thay vì tự mình hấp thụ, không nhận được nhiều tăng tiến, không bằng để sức chiến đấu bên cạnh mình tăng lên một chút. Khi Lương Duyệt thấy Trương Dịch sẵn sàng chia sẻ bản nguyên của dị nhân cho cô, cô tỏ ra rất khó tin, sau đó rất nhanh, không biết cô nghĩ đến điều gì, khu mặt ửng hồng không bình thường. Hoa hoa thì chẳng quan tâm nhiều như vậy, thấy có đồ ăn ngon thì chẳng nói hai lời đã nhảy lên ăn. Nhưng nó chỉ ăn một dị nhân, rồi không ăn nổi người thứ hai nữa bản nguyên của những dị nhân này rất mạnh mẽ đối với nó chỉ một mình cũng cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa còn lương duyệt thì rất dễ dàng nuốt chửng được bản nguyên của hai người kia trong lòng trương dịch không khỏi cảm thán rằng nền tảng của tông sư võ đạo quá thâm hậu không biết sau này có thể tiến hóa đến mức nào bây giờ trương dịch cũng không biết rõ cấp độ dị năng cụ thể của lương duyệt và hoa hoa bởi vì bản thân có cấp độ dị năng đã là một khái niệm mơ hồ nhưng ít nhất giới hạn trên của hoa hoa và lương duyệt cũng là delta cao cấp thậm chí cao hơn nữa lương duyệt và hoa hoa đi hấp thụ sức mạnh mới có được trương dịch buồn chán rất muốn tìm bách lý trường thanh để trò chuyện nhưng hắn ta gọi điện cho bách lý trường thanh nhưng lại liên tục không liên lạc được nhắc nhở là thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy trương dịch đoán rằng bách lý trường thanh nên ở trung tâm chỉ huy tác chiến cùng chu chính và những người khác thảo luận về các vấn đề sau khi chiến dịch thất bại và vì mức độ bảo mật quá cao nên việc sử dụng các thiết bị liên lạc bị cấm lúc này người mà hắn có thể liên lạc được chỉ có những người bạn trong nơi trú ẩn cùng thành viên trong nhóm của hắn là trần tiêu tiêu và bành lị so với trương dịch và những người khác môi trường sống của trần tiêu tiêu và bành lị rõ ràng không được tốt như vậy nhưng vì họ đều là những người đã chiến đấu trong trận chiến này nên cũng được sắp xếp đến khu a chỉ có điều nơi ở là căn hộ cao cấp chứ không phải biệt thự độc lập trần tiếu tiếu và bành lỵ cùng những người khác đã sớm có sự thay đổi lớn về thái độ đối với trương dịch trương dịch cứu mạng cả hai người họ khiến hai người phụ nữ vô cùng biết ơn hơn nữa với tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh cũng như tâm lý muốn nương tựa vào người có thế lực cả hai thường xuyên tìm trương dịch trò chuyện trương dịch không sao cả dù sao thì ở đây cũng chẳng thể đi đâu được, chi bằng cứ tán gẫu với họ để giải khuây. Cho đến vài ngày sau, hắn nhận được tư liệu về thực nguyệt từ Dương Hân Hân gửi tới. Hắn mới bắt đầu bỏ tâm lý nhàn nhã, đi nghiên cứu những chuyện kỳ lạ về người nghe hồng. Tư liệu mà Dương Hân Hân gửi tới, quả thật có nhiều chỗ khác với tư liệu mà Bạo Tuyết Thành đưa. Không thể loại trừ khả năng Bạo Tuyết Thành đã không đưa cho họ tư liệu đầy đủ. Tuy nhiên, Trương Dịch quả thực cũng đã phát hiện ra nhiều chuyện thú vị trong đó. Trong đó có miêu tả cụ thể hơn về cuộc đời của 13 thành viên thực nguyệt, cũng có những giải thích nhất định về năng lực của họ. Khi Trương Dịch đọc đến phần thông tin tình báo có tên là Mayumi Takachi, ngón tay lật tư liệu của hắn dừng lại. Mayumi Takachi, phụ nữ đền Miyako. Đời thứ 126 của dòng họ Takachi. Tổ tiên của cô là quan viên thời đại vũ liệt, Takachi Suku, danh hiệu này được truyền từ đời này sang đời khác. Người kế thừa danh hiệu Takachi Suku, nghĩa vụ của họ tựa như lịch sử hoa tư quốc. Nhưng cách ghi chép lịch sử của họ không phải là chữ viết, mà là truyền miệng, ghi nhớ trong đầu. Truyền xuống đời sau, chức vụ Takachi Suku biến mất, nhưng trách nhiệm của dòng họ Takachi vẫn luôn được gìn giữ. Mỗi đời truyền nhân, đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, khắc ghi lịch sử nghe hồng. Gọi rằng, không quên quá khứ, không mắc mỏ tương lai, đời đời không tuyệt. Hóa ra còn là nghề được truyền từ đời này sang đời khác, đúng là thú vị. Chỉ là theo lý thuyết dị năng, nếu dị năng của mỗi người có liên quan đến chấp niệm của họ thì dị năng của người này là trí nhớ sao? Không thể nào, năng lực này chẳng hề có tác dụng. Vậy thì, vua nữ, dòng họ ta cơ chi, chẳng lẽ là, tiên đoán chi thư, trong đầu trương dịch hiện lên một ý nghĩ táo bạo như vậy. Thông qua hai lần chiến đấu, cách người kia kiểm soát cục diện của chiến trường, hắn cũng cho rằng ý nghĩ này cực kỳ hợp lý. Bên kia không phải là chuyên gia chính quy của chính phủ. Họ không có thiết bị mạnh mẽ, lại tác chiến nơi đất khách quê người, không có được sự trợ giúp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dường như không có gì đứng về phía họ. Vậy mà họ cứ liên tục chiến thắng liên quân của Bạo Tuyết Thành là vì sao? Nếu như vua nữ tên là Meumi Takechi đó, năng lực của cô ta có bản chất giống như tiên tri thì tất cả những điều này đều trở nên hợp lý. Biểu cảm của trương dịch trở nên nghiêm túc. Nếu nói như vậy thì trong toàn bộ thực nguyệt người đáng sợ nhất không phải là tổ trưởng của họ hauau kiuma mà chính là Meiumi kochi này. Cô ta mới thực sự là hạch tâm của thực nguyệt. Trương dịch thậm chí có cảm giác rợn tóc gáy. Tiên tri ư có thể thấy trước tương lai nếu như thực sự có năng lực như vậy. Mặc dù không có năng lực trực tiếp tham chiến, thì độ cường đại của năng lực đó chắc chắn cũng có thể được đánh giá là epsilon, thậm chí trên chiến trường, tác dụng của năng lực đó là vô hạn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như đối phương thực sự có thể tính toán kỹ càng mọi thứ, thì tại sao hắn lại có thể giết được 4 người của bọn họ? Nghĩ đến đây, Trương Dịch không nhịn được phải đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ. Về manh mối trong đó. Mặc dù có năng lực tiên tri, nhưng chắc chắn không thể nắm bắt được chi tiết tất cả mọi thứ trong tương lai cũng có thể là vì họ tập trung hết sự chú ý vào đội thiên thần cho nên đã bỏ qua sự tồn tại của ta không 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 họ không thể phân biệt được thân phận của chúng ta nếu là năng lực tiên tri thì hẳn ra là thực hiện theo cách lấy họ làm trung tâm nhưng ta đã phá vỡ năng lực của cô ta bằng cách nào chứ trương dịch không khỏi rơi vào trầm tư hắn thậm chí còn có một cảm giác nếu như mình có thể hiểu rõ điều này thì sẽ trở thành phương tiện quan trọng nhất để tiêu diệt thực nguyệt mà ngay trong thời gian trương dịch không thể ra ngoài này toàn bộ bạo tuyết thành đã có những ngấm ngầm xáo trộn những kẻ cấp cao của bạo tuyết thành ra sức phong tỏa tin tức tránh để tin thất bại trong lần vây quét thực nguyệt thứ hai này truyền ra ngoài ảnh hưởng đến lòng người của bạo tuyết thành nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọc gió nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha